Dạ, xin chào tất cả các anh chị đã đến kênh Chủ Vuông Vlog. Từ hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ về kinh nghiệm nuôi tôm của tôi ở tỉnh Sóc Trăng, nuôi tôm ao đất nha các anh chị. Thì hôm nay á là một bài chia sẻ về kinh nghiệm á, nuôi tôm của tôi. Thì ở cũng nhiều nuôi các anh chị nuôi tôm cũng khá là thường gặp trong vấn đề nuôi tôm và quản lý tôm. Thì với chủ đề ngày hôm nay là kinh nghiệm nuôi tôm khi tôm bị lột dính đuôi hoặc dính đầu ở tôm thẻ chân trắng. Thì cái vấn đề này á thì nó cũng bữa nay là cái video để cũng ngắn thôi chứ không có dài, thì các anh chị cũng đi vô video với tôi luôn nhé. Về thứ nhất á, đó chính là nguyên nhân tôm lột dính đuôi và dính đầu. Tôm lột dính đuôi và dính đầu nha anh chị, nó lột mà nó khó làm như dạng là nó không có lột ra một cách trơn tru như là bình thường á. Nó thường là dính lại phía đuôi hay dính trên đầu hay cái mang đó anh chị. Về đầu tiên là nó có rất là nhiều, vì khi mà chúng ta nuôi tôm nó về cái vụ mà lột tôm lột á dính đuôi hay dính đầu á, nó có nhiều nguyên nhân để nó có nhiều nguyên nhân xảy ra. Và nhưng mà tôi sẽ đưa ra ba cái nguyên nhân cơ bản, ba nguyên nhân cơ bản anh chị trong quá trình tôm lột dính đuôi dính đầu. Đó chính là thứ nhất là kiềm kiềm trong ao nuôi tôm nó bị tuột đi. Thì thường tôm á, nó thường ở tôm lột thì làm kiềm nó giảm xuống, thì các anh chị cũng phải coi kiểm tra thôi là trong khi mà tôm nó lột không làm vỏ đó, thì các anh chị cũng phải kiểm tra coi ao tôm của mình thường xuyên nó có lột hay không, mà nó lột nhiều hay không. Nếu mà nó lột nhiều á thì dẫn đến kiềm nó sẽ tuột. Các anh chị cũng phải nhớ đó là nó lột á, là đương nhiên nó dẫn đến kiềm nó sẽ tuột nha anh chị. Thứ nhất là nguyên nhân thứ nhất, đó chính là kiềm trong ao nuôi tôm nó tuột đi, là thường là gì, thường do là kiềm nó giảm xuống là do tôm nó lột nha anh chị. Nguyên nhân đầu tiên cái này tôi có rất là nhiều nguyên nhân, thì nhưng tôi mà tôi đưa ra ba nguyên nhân cơ bản để nhận biết tôm nó bị dính đuôi hay dính đầu, để như không phải nhận biết mà nó chính là những nguyên nhân mà dẫn đến tôm nó lột dính đuôi dính đầu. Nguyên nhân thứ hai là do pH dưới 8 chấm hoặc đến do pH nó dưới 8 chấm. Thì các anh chị cũng biết á, thường là tôi làm video khác á, nói là các anh chị cố gắng quản lý tôm sao mà pH phải nằm ở từ 8 chấm trở lại. Thì trong khi mà quá trình để tôm nó lột á, khi quá trình tôm nó lột á là dưới 8 chấm á, là sẽ khó làm tôm nó làm vỏ lại nha anh chị, khó làm vỏ. Thì bởi vậy á, các anh chị tôi kêu á là từ dưới 8 chấm đến 7.7 là cái đó là gì, là giữ được màu nước cho tôm, màu tảo phê nha. Còn á mà muốn gì cho tôm lột nó chuông nó như vậy nó suôn sẻ là không dính đuôi dính đầu á, là phải pH phải từ 8 chấm đến 8.2. Các anh chị biết làm sao không? Thứ nhất á, thì các anh chị á, là không phải là lúc nào á, là cũng để do pH nó dưới 8 chấm, và các anh chị á, cứ canh như nó có quy trình. Thì các anh chị như dạng là các anh chị đánh sao mà cho nó như dạng là giữ cái độ từ 8 chấm đến 8.5, 8.2 nè, là tôm nó lột ok hơn. Thì các anh chị muốn giữ á, giữ cái pH á, các anh chị phải cho nó tăng lên trong vòng từ 7 đến 10 ngày, từ phải giữ cái độ pH này là từ 7 đến 10 ngày để chi cho tôm nó lột hoàn toàn, nó cứng cáp vỏ hay là nó đột suôn sẻ, rồi sau của anh chị mới hạ pH xuống nha. Cái hạ pH xuống còn từ 8 chấm trở lại, từ 8 chấm đến 7 chấm, 7.5, 7.7 nha anh chị, là chi nó để nó giữ thảo lại tở màu trà, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng phải giữ cái mức độ từ 8 chấm đến 7.7 hay là 7.5 để giữ màu trà, mà chúng ta phải cho nó tăng lên để chi, để giúp tôm nó bị lột không dính đuôi hay dính đầu. Đó, cái pH nó rất quan trọng. Thì muốn tăng á thì đây tôi cũng có chỉ cho cách tăng. Muốn tăng á, thì ngâm vôi nóng và đánh hàng ngày. Vôi nóng là CaCO3 các anh chị, là cái đó là vôi nóng đó. Là muốn tăng nó thì bánh ngâm nó, là chúng ta là nuôi ao đất thì chúng ta ngâm nó xong rồi chúng ta lấy nước nó chúng ta tạt vào trực tiếp vào ao luôn. Mà muốn cho nó tăng lên độ pH thì các anh chị phải đánh vào buổi sáng, đánh vào buổi sáng bắt đầu và trời nắng lên, bắt đầu nắng lên cũng 8 giờ mấy gần 9 giờ thì các anh chị tạt vôi nóng xuống thì nó sẽ tăng.
Thì nếu mà anh chị á, trong ao đất á, nha, trong ao đất á, thì các anh chị sử dụng từ 30 kg đến 70 kg vôi đá này nè, vôi nóng á, là từ đó chị ngâm rồi cho anh chị thả nha, chứ đừng có là dục, đừng có dục mà bọt nó xuống dưới, bọt xuống dưới làm chi, có nhiều chất lơ lửng tôm nó khó thiếu oxy á đó. Còn ao bạc thì các chị đánh từ 10 đến 15 kg mà thôi nha anh chị, nhớ đó, nhớ cái hai nguyên nhân này. Và nguyên nhân thứ ba là do các khoáng chất trong ao tôm bị thiếu đó. Nguyên nhân thứ ba là các khoáng chất trong ao tôm nó bị thiếu, thiếu như là thiếu về canxi, magie, kali. Đây là những chất rất là quan trọng đối với quá trình nuôi tôm của chúng ta nha anh chị. Cái nguyên nhân thứ ba, nguyên nhân là khá quan trọng đó, với nguyên nhân đầu tiên với nguyên nhân thứ ba là khá quan trọng đó với người nuôi tôm nha anh chị. Cái vấn đề thứ hai, giải pháp phòng trị và tôm lọt bị dính đầu dính đuôi. Thứ nhất chúng ta là có ba cái giải pháp để cho tôm trị phòng và trị tôm luôn lọt dính đầu dính đuôi nha anh chị. Thứ nhất á, là do nếu mà tôm bị lọt dính đuôi hay dính đầu á, là do tôm thiếu khoáng chất, nên các chị có thể mua khoáng đa lượng như là có thành phần như canxi, magie và kali, và chúng ta tạt ha, chúng ta tạt vào vào ban ngày, chúng ta vào tạt vào ban ngày vào buổi sáng hoặc là buổi chiều, hai hai cái đó chúng ta tạt liên tục trong vòng 2 ngày là sẽ trị được cái bệnh dính đuôi, còn tôm lọt dính đuôi. Thì các anh chị cũng phải kiểm tra kiềm, như tôi cũng nói phải kiểm tra độ kiềm thì coi nó sao. Thông thường kiềm á nó không cao nên có vụ mà tôm lọt dính đuôi hay là dính mang nha anh chị. Đó, cái phương pháp thứ hai đó chính là, hay chúng ta là thường á là dùng soda mít, là chi, là cung cấp chất khoáng cho tôm. Công dụng của nó là cung cấp các chất khoáng cực như là các chất khoáng nè, bao gồm canxi, magie và kali luôn đó, làm nhanh lọt tôm, nó lọt nó làm nhanh lọt và cũng cứng vỏ nhanh luôn, tôm lọt không dính đuôi luôn. Sodamit á, nha, cái sản phẩm sodamit, nếu mà anh chị không có thì cứ sử dụng như là các khoáng đa lượng, như là ở cách thứ nhất đó, canxi, magie và kali ha. Giải pháp đó, giải pháp thứ hai. Và giải pháp thứ ba là dùng canxi CaCO3 và CaCO, thì các anh chị kết hợp nó nhau, kết trộn chung nó nhau, thì các anh chị cùng với kali nè, mua hai cái là CaCO3 và CaCO, vừa phân nóng và vừa phân lạnh ha. Hai cái đó chị trộn vào nhau, các anh chị khuấy nước vô, rồi sau đó anh chị lấy nước rồi tạt hai cái loại trên đó nha, ngay chỗ mà canxi CO3 đó và canxi O đó, đó là hai cái đó là anh chị trộn với nhau tạt, nó cũng lên kiềm. Và cộng, nếu mà anh cộng với các anh chị cộng thêm cái khoáng đa lượng nữa, kali, magie vào tạt đó, tạt vào lúc 4 giờ sáng hay là chiều mát nữa, thì cứ mà thì cách này á là các anh chị sử dụng khá là ok luôn nha anh chị. Đó, đây là ba cái giải pháp cho các anh chị có thể lựa chọn sử dụng. Thì thông thường tôi lựa chọn về cái đầu tiên với cái thứ ba. Cái thứ ba tôi chỉ dùng CaCO3 với CaCO thôi, cộng thêm khoáng đa lượng nữa là ok, giải quyết được vuông tôm chúng ta rồi, không cần mấy cái không thôi là mua khoáng đa lượng thôi là cũng giải quyết được nữa. Các anh chị thì video thì hôm nay chị hướng dẫn, không phải hướng dẫn mà như dạng là chia sẻ kinh nghiệm của tôi về cái vấn đề mà tôm lột dính đuôi dính dính mang đó, thì cho các anh chị. Thì các anh chị có cách nào mà hay thì cứ để lại dưới bình luận cách nào của anh chị nha, hay để cứ để lại dưới bình luận thì tôi sẽ IP trao đổi với nhau. Thì video này nè đến đây kết thúc, thì cũng chúc cho các anh chị thì có buổi sinh hoạt thật là vui vẻ và nuôi tôm trúng lớn nha các anh chị. Xin chào các anh chị ạ.